Xin được kính chào quý vị khán giả đã đến với chương trình Voca 360 trên kênh thông tin Invest TV. Thưa quý vị, tuần trước chúng ta đã có được những góc nhìn tổng quan về thị trường xe trong nước cũng như quốc tế và được trải nghiệm tân binh của hãng xe Nhật Bản Toyota Vios GRS. Và trong tuần này, hãy cùng với Voca 360 điểm qua các thông tin nổi bật ngay sau đây. Ferrari F8 Spider trắng độc nhất đã có mặt tại Việt Nam. Xe tay ga điện phong cách mô tô mới lạ. VinFast nổ súng tại thị trường Mỹ và châu Âu. Thaco tặng xe tiêm chủng vaccine lưu động. Xe máy số Yamaha Fin 2021 ra mắt cạnh tranh Honda Way Alpha. Toyota Vios giảm giá kỷ lục. Hơn 200.000 xe Mazda 3 bị triều hồi vì logo. Trải nghiệm Toyota Fortuner Legender 2021. Tin vui dành cho các tín đồ siêu xe khi thay vì có thể đặt mua các siêu xe theo diện chính hãng nhưng buộc lòng phải chờ từ cả năm thì mới đây một chiếc Ferrari F8 Spider màu trắng độc nhất đã có mặt tại Việt Nam thông qua một showroom nhập khẩu xe tư nhân có tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh. Siêu phẩm Ferrari F8 Spider thứ 2 sở hữu màu sơn đỏ đặc trưng đã về Việt Nam nhưng là chiếc F8 thứ 3 trong nước khi chiếc F8 đầu tiên thuộc sở hữu của Cường Đô La. Ferrari F8 Spider thực chất là biến thể mui trần của siêu xe Ferrari F8 Tributo. Mui xếp cứng của F8 Spider có thể đóng hoặc mở mui trong khoảng thời gian 14 giây hoặc vẫn có thể thực hiện ngay khi xe ở tốc độ dưới 50 km/h. Nắp động cơ của F8 Spider được chuyển sang dạng kín thay vì có thể nhìn xuyên thấu như F8 Tributo. Ferrari F8 Spider sở hữu màu sơn trắng của hãng vô cùng nổi bật. Xe sở hữu khối động cơ V8 dung tích 3,9 lít tăng áp kết tương tự như bản mui cứng, cho công suất 720 mã lực và mô men xoắn 770 Nm. Hiện, giá bán của siêu phẩm Ferrari F8 Spider tại thị trường Việt Nam vẫn là ẩn số. Hãng xe Đức BMW mới đây vừa giới thiệu mẫu xe ga điện mới CE04 công suất 42 mã lực, trang bị đầy đủ tính năng của xe tay ga cao cấp. BMW tự tin sản phẩm này có thể làm náo động phân khúc xe tay ga nhờ sự kết hợp giữa hệ dẫn động điện, thiết kế tiên phong và các giải pháp kết nối sáng tạo. BMW CE04 là phiên bản cập nhật của BMW Definition CE04 vào năm 2017. Người lái có thể kết nối màn hình 12,25 inch của xe bằng điện thoại thông minh. Tốc độ tối đa của CE04 lên đến 120 km/h. Pin có dung lượng 60A với công nghệ của Đức. Cung cấp năng lượng cho phạm vi hoạt động lên đến 130 km, phù hợp hơn với việc di chuyển trong thành phố. Khung sườn CE04 được làm bằng thép ống, với bộ giảm sóc trước dạng piston thủy lực đường kính 35mm, trong khi giảm sóc sau dạng trụ lò xo có thể điều chỉnh độ cứng. Tương tự mẫu xe Tayga C-Series của hãng, CE04 có 3 chế độ lái Eco, Range và Road. BMW CE04 thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu xe nhờ tổng thể thiết kế mang hơi hướng tương lai. Sản phẩm này giống như lời ngầm khẳng định của BMW về việc bắt kịp xu hướng thị trường xe điện. Mới đây, công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh thương mại và dịch vụ VinFast đã chính thức đưa ra các chi nhánh tại Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Hà Lan vào hoạt động nhằm chuẩn bị cho việc ra mắt thị trường, từng bước thực hiện mục tiêu đưa VinFast trở thành hãng ô tô điện thông minh toàn cầu. Mỹ, Canada, Pháp, Hà Lan và Đức là 5 thị trường trọng điểm nằm trong kế hoạch mở rộng kinh doanh của VinFast ngay từ những ngày đầu khởi nghiệp. Để tiếp cận địa bàn, hơn 1 năm qua, VinFast đã gấp rút hoàn thiện bộ máy, thiết lập nền tảng kinh doanh ở các quốc gia sở tại. Song song với việc mở rộng thị trường, VinFast cũng thúc đẩy hợp tác quốc tế để nâng tầm chất lượng và đẳng cấp sản phẩm. Theo kế hoạch, VinFast sẽ chính thức mở bán 2 sản phẩm ô tô điện thông minh là VFE35 và VFE36 trên toàn cầu vào tháng 3 năm 2022. Ngoài ra, nhân dịp này, VinFast cũng chính thức công bố sự kiện VinFast EV Day 2021 sẽ được tổ chức vào tháng 10 năm 2021 để giới thiệu danh mục sản phẩm ô tô điện hoàn thiện ở tất cả các phân khúc. Trước đó, mẫu ô tô điện đầu tiên của VinFast là VFE34 đã lập kỷ lục tại thị trường Việt Nam khi nhận được hơn 25.000 đơn đặt cọc chỉ sau một thời gian ngắn mở bán. Tập
đoàn Thaco mới đây vừa trao tặng 126 xe chuyên dụng cho các địa phương chống dịch, phục vụ cho chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Mitsubishi Fuso là dòng xe được Thaco sử dụng cho hoạt động này nhờ yếu tố chất lượng, tin cậy và hiệu quả kinh tế cao. Là dòng xe tải của Nhật Bản và hiện thuộc sở hữu của tập đoàn Daimler Mercedes, Mitsubishi Fuso Canter TF được trang bị động cơ 4P10 tiêu chuẩn cho công suất cực đại từ 130 đến 150 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt được ở vòng tua thấp. Đi kèm đó là hộp số sàn 6 cấp và nhiều tính năng công nghệ nổi bật nhất trong phân khúc. Đây là dòng xe tải Mitsubishi Fuso Canter được sản xuất trên dây chuyền công nghệ chuyển giao từ tập đoàn Mitsubishi Fuso Truck & Bus. Dòng xe này là sản phẩm được sản xuất tại Quảng Nam với tỷ lệ nội địa hóa trên 50%. Mitsubishi Fuso được phân phối chính hãng trong nước và đang xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Philippines. Hiện những chiếc xe đang được gấp rút nghiên cứu thiết kế và sản xuất tại nhà máy Thaco, đảm bảo phục vụ cho công việc vận chuyển cũng như tiêm chủng. Hãng xe Nhật vừa tung ra thị trường Thái Lan 6 dòng sản phẩm mới trải đều ở các phân khúc khác nhau, trong đó có bản nâng cấp của dòng xe máy số phổ thông giá rẻ Yamaha Fin 2021. Xe máy số phổ thông giá rẻ Yamaha Fin 2021 là phiên bản mới nhất sản xuất tại Thái Lan. Dòng xe có sở hữu diện mạo thể thao, động cơ 114cc, chỉ tiêu hao 1,03 lít trên 100km, vừa được Yamaha trình làng với giá bán chỉ từ 1.218 đô, tương đương khoảng 28 triệu đồng. Yamaha Fin 2021 có hai sự lựa chọn kiểu mâm xe, trong đó phiên bản trang bị mâm nan hoa, trong khi hai phiên bản còn lại dùng mâm đúc hợp kim đa chấu, kích thước 17 inch. Điểm ấn tượng trên Yamaha Fin 2021 chính là khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe này sử dụng động cơ 4 thì Cylinder SOSC 2 van làm mát bằng gió trong mức tiêu hao nhiên liệu chỉ từ 1,03 lít trên 100km, theo công bố từ nhà sản xuất. Dòng xe này nhắm đến nhóm khách hàng lần đầu sắm xe máy, học sinh, sinh viên hay những người tìm kiếm một chiếc xe máy giá rẻ, tiết kiệm nhiên liệu. Theo thông tin từ Yamaha Thái Lan, phiên bản mới nhất của dòng xe số phổ thông này có 4 phiên bản với 5 sự lựa chọn màu sắc. Dòng xe này bắt đầu mở bán tại Thái Lan từ tháng 7 năm 2021 và được xem là đối thủ cạnh tranh của Wenfa. Thông tin giá xe Toyota Vios giảm kỷ lục đang gây xôn xao trong cộng đồng xe Toyota. Vios hiện đang là một mẫu sedan hạng B giảm giá mạnh nhất hiện nay với mức giảm cao nhất lên tới 60 triệu đồng. Cụ thể, khách hàng mua Toyota Vios sẽ giảm từ 30 đến 35 triệu đồng, đi kèm với đó là 10 đến 15 triệu đồng phụ kiện. Trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 dẫn tới giãn cách xã hội, nên nhiều đại lý tăng mức giảm lên 50 đến 60 triệu đồng cho Vios. Ngoài giảm giá, đại lý tặng thêm một số phụ kiện như lót sàn, áo chùm xe, phiếu bảo dưỡng miễn phí. Được biết, mức ưu đãi trên tại đại lý đã bao gồm hỗ trợ lệ phí trước bạ lên tới 30 triệu đồng từ Toyota Việt Nam. Ngoài ra, cũng trong tháng 7 này, Toyota Việt Nam hỗ trợ khách hàng mua xe Vios với lãi suất ưu đãi cố định trong 6 tháng đầu năm chỉ 2,99% trên một năm. Với chính sách ưu đãi hấp dẫn, Toyota Vios 2021 đang có sức cạnh tranh lớn trong phân khúc, đặc biệt là các đối thủ sừng sỏ như Hyundai Accent, Honda City hay Mitsubishi Attack. Tại Việt Nam, Toyota Vios 2021 có giá niêm yết dao động từ 478 đến 638 triệu đồng. Mới đây, hãng xe Nhật đã gọi về sửa chữa gần 261.000 chiếc Mazda 3 sau khi biết rằng logo nhựa trên vô lăng có thể vỡ trong khi túi khí bung. Đợt triệu hồi này bắt đầu từ tháng 8 năm 2021 tới. Lệnh triệu hồi được Mazda và Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ đưa ra đối với Mazda 3 sản xuất trong thời gian 2004-2007. Cụ thể, 260.915 chiếc bị ảnh hưởng với hiện tượng logo nhựa ở vô lăng có thể vỡ trong trường hợp túi khí bung, khiến các mảnh nhựa sắc nhọn có nguy cơ gây thương tích với người trên xe. Các chủ xe trong diện triệu hồi sẽ bắt đầu nhận được thông báo vào 28 tháng 8. Mazda sẽ thay thế logo mới miễn phí. Trước đó, vào ngày 1 tháng 7, Mazda cho biết logo có thể trở nên dễ vỡ sau một thời gian sử dụng do đặc tính vật liệu không phù hợp. Logo mới sẽ không chứa vật liệu polyurethane, vì thế sẽ không bị biến chất. Mazda nhận được báo cáo đầu tiên về việc ai đó bị thương bởi các mảnh nhựa vỡ vào tháng 9 năm 2015 và bắt đầu điều tra. Hãng nhận được thêm 9 báo cáo khác về các trường hợp bị thương, gồm một số nạn nhân bị thương ở mắt.
Cũng vì thế, Mazda phải đối mặt với hai vụ kiện tại Mỹ. Ngay từ khi ra mắt vào năm 2009, mẫu SUV 7 chỗ cỡ trung Toyota Fortuner đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu của các doanh nhân, các chủ doanh nghiệp, lãnh đạo cấp cao. Tính đến nay đã có khoảng 100.000 xe Fortuner được giao đến tay khách hàng Việt trong hơn 10 năm qua. Toyota Fortuner Legender 2021 là phiên bản cao cấp nhất của dòng xe Fortuner 2021 vừa được ra mắt tại Việt Nam với những ưu điểm cùng những tiện nghi vượt trội. Trong bản tin Thế giới xe ngày hôm nay, hãy cùng với Mocha 360 trải nghiệm chiếc Toyota Fortuner Legender 2021. Đã gọi là anti-fan thì người ta sẽ không bao giờ thay đổi cách nhìn nhận về một vấn đề theo một chiều hướng tích cực đâu, ngay kể cả khi các bạn có làm tốt đi thế nào đi chăng nữa. Và điều đó nó đã từng xảy ra với chiếc Fortuner thế hệ trước đó, và đến tận bây giờ thì Fortuner Legender vẫn bị mang rất nhiều những tai tiếng và lùm xùm ở trong quá khứ. Cá nhân tôi cho rằng nó chỉ là một trong những sản phẩm của truyền thông thôi. Còn lại nếu như các bạn cầm lái thực tế chiếc Fortuner Legender 2021, các bạn sẽ có những cách nhìn khác và chúng ta cần phải thay đổi định kiến về chiếc xe SUV này. Vẫn là khối động cơ 2.8 lít mã là 1GD FTV vẫn được duy trì từ bao nhiêu thế hệ trước đó. Tuy nhiên thì với khối động cơ này ở trên phiên bản thế hệ mới, chúng ta đã có 201 mã lực và 500 Nm ở ngay những giải vòng tua ban đầu. Tức là các bạn chỉ cần hơi nhích chân ga một chút như này thôi là chúng ta đã có thể là tận dụng được hết cái lực kéo tối đa của khối động cơ 2.8 này đem lại, chứ chưa cần phải cần đến một cú kéo sâu chân ga làm gì cả. Về mặt con số trên catalog thì Fortuner Legender chỉ thua kém một chút so với đối thủ Ford Everest với khối động cơ 2.0 lít biturbo sản sinh ra cỡ khoảng 210 mã lực. Còn nếu như để đặt lên bàn cân và so sánh với người hàng xóm là Mitsubishi Pajero Sport thì rõ ràng một điều, Legender vẫn đang nằm ở chiếu trên. Cá nhân tôi thì tôi cho rằng là những con số ở trên giấy tờ thì nó chẳng nói lên một điều gì cả. Quan trọng nhất chúng ta vẫn phải chạy thử nghiệm thực tế ở những cung đường và những trạng thái khác nhau. Và quả thật là tiếc ngày hôm nay tôi chỉ mượn được chiếc xe này để chạy loanh quanh ở trong phố và ngoài đường trường một chút để chia sẻ cho quý vị các bạn thôi. Hẹn các bạn ở một video khác đánh giá sâu hơn về chiếc xe này ở những cung đường off-road việt dã. Đó mới là một trong những cung đường để chiếc xe này thể hiện hết bản thân mình. Và quả thực nếu như cứ di chuyển loanh quanh ở trong phố ở những giải vận tốc trung bình và thấp 4, 50, 60 như thế này thì quả thực rất phí phản với một khối động cơ 201 mã lực. Các bạn sẽ rơi vào cái trạng thái đó là bứt rứt chân tay và cảm thấy khối động cơ này thôi thúc chúng ta phải đạp sâu chân ga hơn nữa. Và đó là một trong những cái trạng thái mà bất kỳ ai, kể cả những người lái lâu năm hay lái mới, đều sẽ rơi vào trạng thái như vậy. Và nếu để so sánh với cùng một số 10 cấp của Ford hay là 8 cấp của Mitsubishi Pajero Sport thì cá nhân mình cho rằng là Legender vẫn thiên về off-road việt dã nhiều hơn. Lý do là nhà sản xuất họ chọn một cái cụm hộp số 6 cấp số ít cấp số hơn so với các đối thủ để mà chạy ở những cái cung đường tôi cho rằng là sẽ ưu tiên là đường khó hơn. Các bạn cứ để ý rằng là những cái cuộc thi địa hình ấy, những chiếc xe chạy cung đường khó thông thường họ sẽ lựa chọn những cái cụm hộp số có ít cấp số để tận dụng được những cái lực kéo tối đa của khối động cơ đem lại. Nhưng nhược điểm của cụm hộp số có ít cấp số này là nó sẽ tốn nhiên liệu hơn một chút so với các cụm hộp số có nhiều cấp số kia. Và nếu như chúng ta chạy ở những giải vận tốc cao ngoài đường trường, các bạn sẽ thấy rằng cái khả năng sang số và về số nó cũng sẽ không thể nào mà mượt mà mịn màng như các cụm hộp số có nhiều cấp số kia được. Tuy nhiên thì tôi muốn khẳng định với các bạn một cách xanh chín, đó là nếu như chúng ta cần một cú bứt tốc ngay lập tức hay vượt một con dốc khoảng 45 độ hay là chúng ta vượt một cái địa hình lầy lội thì cụm hộp số 6 cấp này nó vẫn là số 1 so với các cụm hộp số có nhiều cấp kia. Phần vô lăng thì sao? Mặc dù chiếc xe này không sử dụng hệ thống trợ lực bằng điện như các đối thủ, tuy nhiên đối với cá nhân tôi là một người thích lái, tôi lại rất thích cái phần vô lăng của chiếc Fortuner Legender này. Nó đem tới cho tôi một cái cảm giác khá là chắc tay và nó đầm. Hệ thống trợ lực bằng điện hay hệ thống trợ lực bằng điện thủy lực hay hệ thống trợ lực thủy lực thì nó cũng sẽ có những cái ưu nhược điểm khác nhau mà thôi. Các bạn đừng có quy chụp và suy xét rằng là hệ thống trợ lực bằng thủy lực nó sẽ là một công nghệ lạc hậu và cổ hủ, không phải đâu các bạn ạ. Ở trong phố xá đông đúc thì các bạn sẽ vẫn có một cái phần vô lăng đủ linh hoạt để di chuyển ở những con phố xá đông đúc và chật hẹp. Điều đó thì nó đến từ con cảm biến tốc độ của hệ thống trợ lực thủy lực của chiếc Fortuner Legender này. Tức là các bạn di chuyển ở những giải vận tốc trung bình và thấp, cái con cảm biến đó nó sẽ truyền tín hiệu vào ECU và điều tiết những cái lượng dầu ở bơm vào thước lái. Từ đó chúng ta sẽ có một cái phần vô lăng nó tùy theo tốc độ. Tuy nhiên thì đối với những anh em nào mà làm dân văn phòng hay là chân yếu tay mềm mà các bạn thường xuyên
quen sử dụng những mẫu xe sử dụng hệ thống trợ lực bằng điện thì các bạn sẽ vẫn cảm thấy Fortuner nói chung và Legender nói riêng có một cái phần vô lăng tương đối là nặng. Tuy nhiên thì với những người thích lái như tôi thì đây sẽ là một trong những ưu điểm. Nhiều người đã từng chạy chiếc Fortuner ở thế hệ trước đó cũng có phàn nàn với tôi rằng là hệ thống treo của chiếc xe này nó khá là cứng khi mà di chuyển một người hoặc ít người ở trên xe. Tôi đồng ý ý kiến đó với các bạn. Dẫu vậy thì ở trên phiên bản mới Fortuner Legender, tôi cho rằng nó đã có một cái phần hệ thống treo êm ái hơn phiên bản cũ rất nhiều. Điều này thì như theo như tôi phân tích thì nó không chỉ đến từ những cái sự tinh chỉnh của hệ thống treo phía trước và phía sau đâu, mà nó còn đến từ cân nặng của chiếc xe này, tức là khối lượng trọng lượng không tải. Chúng ta sẽ có 2005 kg ở trên phiên bản Legender này, thay vì 1825 tới 1875 như ở phiên bản trước đó, tức là nặng hơn khoảng tầm 130 tới 180 kg. Thì rõ ràng là hệ thống treo nó sẽ có cái độ ghì xuống và tất nhiên là chúng ta sẽ có cảm giác đầm hơn, và từ đó thì chúng ta sẽ có một cái hệ thống treo đem tới cái cảm giác đó là nó mềm mại và nó êm hơn một chút. Do vậy thì tôi cũng sẽ vẫn phải khẳng định với các bạn rằng là hệ thống treo Fortuner nó cũng vẫn sẽ khá là cứng chắc nếu mà chúng ta di chuyển ở những giải vận tốc cao, đặc biệt là chạy off-road. Còn đối với di chuyển ở trong nội đô như thế này thì nếu như các bạn di chuyển 1 đến 2 người lớn ở trên xe, chúng ta vẫn sẽ có cảm giác tương đối là cứng. Tuy vậy thì nếu như mà các bạn cần đến một cái sự êm ái và thư giãn hơn nữa, chắc chắn không còn cách nào khác, chúng ta vẫn phải di chuyển với trạng thái là full tải, tức là từ 5 đến 7 người trên xe. Với một cung đường cao tốc hạn chế tốc độ dưới 100 km/h như này và thường xuyên xảy ra cái tình trạng ùn nứ, ùn tắc, các bạn ngồi trên một chiếc xe SUV gầm cao, thông thoáng, thoải mái và có tầm nhìn quan sát tốt, nó vẫn là một trong những ưu điểm mà những chiếc xe crossover hay là sedan cùng tầm tiền không bao giờ có được. Kể cả khi các bạn cầm lái một chiếc xe sedan hạng sang đi chăng nữa, nhảy sang một chiếc xe SUV gầm cao như này thì các bạn sẽ có một cái cảm giác là không hề muốn quay lại chiếc xe của mình một chút nào. Lý do là bởi vì chúng ta có một cái không gian rất là thoải mái, rộng và cái tầm nhìn quan sát tốt. Tôi vẫn thường trêu với cả mấy anh em rằng là ngồi một chiếc xe gầm cao như thế này thì chẳng khác gì ngồi trên đầu một chiếc xe sedan cả. Bên cạnh đó, với những công nghệ hỗ trợ hiện đại hiện nay như là Adaptive Cruise Control hay là Set Ga tốc độ thì chúng ta chỉ cần thao tác một cách rất dễ dàng ở trên vô lăng như này thôi. Cả một cái chuyến đi chúng ta đã có những cái sự thư thái và nhàn đầu rồi. Và tất nhiên đối với những ai mà thường xuyên di chuyển ở những cái cung đường xa, đặc biệt là thường xuyên chạy ở trên cao tốc, ví dụ chẳng hạn như là Hà Nội Quảng Ninh này, Hà Nội Hải Phòng, thì các bạn mới thấy là những cái công nghệ như là hỗ trợ giữ làn thông minh nó mới hữu dụng như thế nào. Nó khiến cho chúng ta di chuyển ở những quãng đường xa nó không bị mệt mỏi. Với khối động cơ hơn 200 mã lực mà lại không được chạy hết 2/4 công suất máy thì cá nhân tôi đang cảm thấy khá là bứt rứt chân tay. Và nếu như mà bất kỳ những ai mà cầm lái một cái mẫu xe có dung tích xi lanh lớn như này, các bạn cũng sẽ rơi vào cái trạng thái như thế này thôi. Ở những giải vận tốc đều chân ga khoảng 60 km/h như này và các bạn đạp sâu chân lên khoảng 100, 101, 102 thì các bạn sẽ nghe thấy những tiếng lạch cạch đặc trưng của động cơ dầu đem lại. Tuy nhiên thì nó lại là một trong những tiêu chí để đánh giá một khối động cơ có đủ mạnh và lầm lì hay không. Càng chạy những giải vận tốc cao thì chiếc Fortuner Legender này lại càng có một cái phần vô lăng tôi cho rằng nó khá là nặng tay và đầm. Mặc dù chiếc xe này sử dụng hệ thống trợ lực thủy lực, lý do là phần hệ thống trợ lực này nó có thêm một con cảm biến tốc độ. Bởi lẽ vậy nên là ở trong những cái tình huống chúng ta chạy ở những giải vận tốc cao, tín hiệu đó nó sẽ truyền về ECU và từ đó chúng ta sẽ có được cái trải nghiệm tương đối là chắc tay và cảm giác khá là nặng. Như tôi đã chia sẻ với các bạn, ở trong đô thị thì chiếc xe Fortuner này nó có một cái phần hệ thống treo nó đã êm hơn và mềm hơn, cái cảm giác dễ chịu hơn so với phiên bản cũ rất là nhiều. Với ba người lớn ở trên xe thì chiếc xe SUV này nó đang đem lại cho tôi một cái cảm giác tương đối là dễ chịu, không còn những cú thúc thật mạnh vào lưng nếu như chúng ta có lỡ đâm sầm vào một cái ổ gà, ổ voi trên mặt đường hay thậm chí là một cái mố cầu rất lớn trên cái trục đường cao tốc này. Cái cảm giác dễ chịu là có khi mà các bạn cầm lái chiếc Fortuner Legender thế hệ mới. Vì vậy cho dù có ăn cơm no đi chăng nữa thì các bạn cũng không cần phải lo lắng về vấn đề chúng ta bị sốc hay là đau bụng đâu. Và kể cả những cái tình huống chuyển làn đột ngột như thế này chẳng hạn thì chúng ta vẫn thấy rằng là chiếc Fortuner Legender vẫn đem lại cho chúng ta cái khả năng cân bằng rất tốt,
và một cái khả năng dập tắt dao động rất ấn tượng. Điều này thì như tôi phân tích thì nó đã đến từ một cái trọng lượng khối lượng cô nặng hơn so với phiên bản cũ khoảng tầm từ 130 tới 180 kg. Đó là một trong những lý do đủ để thuyết phục giúp cho chiếc xe này có một cái phần hệ thống treo nó sẽ đĩnh đạc hơn và cái cảm giác xe nó sẽ đầm và nặng hơn. Còn về khả năng cách âm chống ồn thì tôi sẽ chỉ xin nói ngắn gọn với các bạn như này thôi. Nếu như chúng ta di chuyển ở những giải vận tốc cao khoảng tầm 100, 101, 102, các bạn vừa đi vừa nghe nhạc và vặn volume vừa phải, tức là chúng ta vẫn có thể nói chuyện với những người xung quanh ở bên trong cabin xe, thì các bạn sẽ không nghe thấy bất kỳ những tiếng ồn nào khó chịu đâu. Còn nếu như chúng ta vạch lá tìm sâu và chú ý tìm kiếm những cái tiếng ồn đó thì chắc chắn các bạn sẽ có được điều đó. Và để cụ thể hơn thì tôi sẽ có những cái thông tin thông số về mức tiêu hao nhiên liệu, rồi độ ồn của chiếc xe Fortuner Legend này ở cuối video đánh giá. Bên cạnh đó sẽ là tổng kết lại những cái ưu nhược điểm của chiếc xe Fortuner Legend này. Còn bây giờ thì cảm ơn quý vị các bạn đã tham gia theo dõi video đánh giá chiếc Fortuner Legend 2021. Chúng tôi hẹn các bạn ở một video khác đánh giá chiếc xe này ở những cung đường khó hơn, xứng đáng hơn với chiếc xe SUV 7 chỗ đến từ thương hiệu Toyota. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo. Thưa quý vị, những trải nghiệm vừa rồi từ chiếc Toyota Fortuner Legend 2021 cũng đã khép lại chương trình Mocha 360 ngày hôm nay. Hy vọng rằng với những nội dung chính đã có trong chương trình sẽ giúp cho quý vị có thêm những thông tin cần thiết về thị trường xe. Quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh để có thể cập nhật những thông tin bổ ích. Nếu quý vị cần tư vấn, xin vui lòng liên hệ theo số hotline của chương trình 08-2346-5555 hoặc địa chỉ email là banbiên tập@invest.com.vn. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị. We'll be right back.